Thông tin sắp tới đây những chiếc xe gắn máy cũ sẽ bị nhà chức trách thu hồi đang khiến rất nhiều người nghèo lo lắng. Ở Việt Nam, xe hai bánh gắn máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là cần câu cơm của những người nghèo. Bởi với thu nhập từ các công việc mà họ đang làm, để mua được một chiếc xe tốt không phải đơn giản. Việc thu hồi này có phải là đập chén cơm người nghèo hay không? Xe đó đem về nông thôn người ta cũng sử dụng. Người ta đi làm thiên chở, ví dụ là đã chở diêm cho hay là đã chở hàng bông đi ra đem ra đi sang. Mà nếu mà lấy như vậy thì hình như là có bị thiệt thòi cho người ta không? Mà nhà nước phải có một cái chủ trương mà để gọi là đền bù hay là cái gì đó cho thỏa đáng. Những cái trường hợp như tôi ngày xưa tôi chạy xe đa lôi, mà khi mà hôm mà để giải quyết xe thì có giải quyết bao cái xe tự chế. Có người có tiền, có người không tiền. Tôi thì cũng ví dụ tháng 3 năm 2007 thì giải quyết xe. Mà tôi nghĩ trước thời điểm không có tiền, hoặc có người nghĩ sau thời điểm cũng có tiền, mà đúng ngay thời điểm mới có tiền. Mà không biết ở cấp trên người ta có đưa ra cái điều luật đó không thì tôi không biết, mà về cấp địa phương nó làm như thế. Ông Lê Tùng Trí nói rằng, với những chiếc xe là phương tiện chính chạy chợ hàng ngày, người ta vẫn luôn o bế sao cho máy móc xe luôn ngon lành, không bị hư hỏng bất tử trên đường. Do đó, nếu muốn thu hồi, thì nhà chức trách phải rõ ràng về tiêu chí đánh giá, không thể lấy niên hạn sử dụng để thu hồi hàng loạt. Bởi lẽ, xe của dân chơi xe giàu có khác với chất lượng loại xe mà người dân sử dụng chuyên chở hàng hóa mưu sinh. Ở Việt Nam, đa số xe máy sử dụng lâu năm thuộc về người dân lao động nghèo khó. Giải quyết xe mà đời cũ người ta đã xài. Nhưng mà nếu mà anh cũng giải quyết theo thứ bên tôi mấy anh hỗ trợ cũng bao nhiêu, tại vì xe đời cũ này giờ cũng còn trả ngủ còn bao nhiêu tiền. Đó. Bây giờ người ta không tiền, người ta đi xe, người ta chạy xe ôm, người ta nuôi gia đình, có con, người ta đi học. Rồi mấy anh giải quyết như thế nào trong chiếc xe đó? Ví dụ chiếc xe 78 nó đi giờ nó còn 7 triệu. Đó, chiếc còn đẹp, chiếc cũ giờ còn 2-3 triệu, ví dụ vậy. Bây giờ nhưng mà cái đó cũng là một cái nguồn để mua sinh của người ta, mà anh có thể giải quyết được thôi. Cho người ta mà hỗ trợ một cái vốn người ta mua lại một chiếc xe nào. Như lời ông Trí, phần lớn những chiếc xe gắn máy cũ mà người dân nghèo đang sử dụng có giá bán trên thị trường chỉ vài triệu đồng, tương đương cỡ từ nửa tháng đến một tháng lương thợ phụ hồ thôi. Tuy nhiên, vẫn có những chiếc xe gắn máy tuổi đời xấp xỉ nửa thế kỷ, có giá ngoài chục triệu như chiếc Honda 67 rất quen thuộc với người miền Nam từ thời đệ nhị Cộng Hòa đến nay. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Sài Gòn.